Đúng không? Đây có cả tắm nào, có tắm đâu, thấy chưa? Rồi anh cho bộ này, anh cho bộ này, anh chót nè, đấy. Mai phải lấy nửa con bông. Quả bông rồi người ta mới tin nè, đây, nào. Bao nhiêu? Thôi được con bò tay tao. Đấy. Vậy người ta mới tin chứ, người ta nói mình nói dốc đúng không? Đúng rồi, trong miền Nam em gọi là nói dốc đó. Vâng. Vâng. Nó phét đó. Anh tới là đến năm tết rồi. Vâng. Thì anh cười hiểu. Vâng. Ngoài lần thì anh em bỏ lận đúng không?